gọi là lên gối và xuyên thoa, tức là dở nách lên đánh vào nách. Nhưng mà thật cái thức này là tập chống siêu vẹo cuộc sống trái phải, hay tập cái be. Bây giờ cái bài thức thức kế bữa nó múa tới đây này. Đó, khi mà đá ra thì nó lên, nó đứng dậy, nó rung thấp xuống này. Thấy không? Đó. Rồi cái ngồi xuống, nếu mà tùy người, nếu mà khí có thì ngồi thấp xuống được. Thấy không? Tay để xuống, tay móc sau, xong đứng cái mũi phía sau, xoay nó lên xuống 17, lên gối này, tay nó đè xuống, lên gối, xong này, qua số 16 là nhảy vào vậy, đúng không? Xuống giống vậy, đó, giống vậy mà bên trái cái này được. Gọi là cái này gọi là cái gì đó, tập soạt chân ngang. Trong thạch, trong khí công nó gọi là tập soạt chân ngang, tức là khí hãng ngang. Còn cái này nữa, lên gối là cái tay này đè xuống, lên gối, xong cái để chân xuống vậy, ôm banh, chụm chân, bước tới số 18, giơ cái nách lên, đánh vào cái hông của nó, cái bè sườn này, xong lùi ôm banh, chụm chân, giơ sườn đánh bên trái. Ba cái kỹ thuật này là cái gì? Tức là trước khi mà thái cực lên cao là phải cái đăng điện mạnh thì mới đứng lên ngồi xuống một chân, đứng xuống như thế này. Đó. Không có người mà yếu mà làm có thức ăn cũng được. Mà lên gối cái này là đè xuống. Cái này đè trên, cái khí nó truyền qua qua cái tay. Rồi thức thứ hai là lên gối, thức thứ ba là giơ nách. Cái này là kèm cái cột sống mình nó không cong qua vậy, đẩy thẳng nè, thấy không? Nó kèm bên này. Là mấy người bị cuộc sống hình chữ S tập thức này, cứ tập thức này rất nhiều, cứ đập vậy thôi. Nó hiện hết công. Vì ta múa lại lần nữa, múa không giải thích để thấy nó liên tục của nó. Đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó, thế là thế. Cái này còn xà tấn, tức là con rắn nó ở dưới chuẩn bị muốn mắc lên mổ, thấy không? Đó. Sau để chân xuống, ôm mình bước qua, dở thầy đánh vào nách. Cái này gọi là xuyên thoa, hồi trước nó đẩy cây thoa ngày xưa đó, bây giờ gọi là đánh vào nách. Ngày xưa nó cầm cái thoa nó kéo lên nè, đẩy con thoa lăn ngang để con nguyên lằn chỉ xỏ chỉ ngang, xong rồi kéo thoa này, đẩy thoa qua, cái chỉ đang qua đang lại, con thoa chạy qua, còn chỉ kia nó có sẵn, đó là thức thứ bảy. Đó, muốn thử coi.